Rồi, ok. Một chín sáu một tám tám. Tôi cầm sang cửa này mất. Cái đầu tiên ấy. Chứ nhảy lên thùng mất, dành cả cuộc đời để nhảy vào cái thùng này, chưa bao giờ nhảy đúng luôn. Được rồi. Xong game mẹ vì thắng. Ok em ơi. Anh dành cả cuộc đời để anh nhảy cái thùng này mà để đéo được bao giờ luôn. Hay trên này thấy có bộ quần áo mà thèm quá mà cả cuộc đời chưa nhảy lên được bao giờ. Ở dạo này anh bị nghiện mất cái này rồi. Dạo này bị nghiện rồi. Danh con này còn đấm 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 tao đấm 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 chết tuổi tôm à. Cái này nhảy ở đâu bây giờ ta, nhảy nhảy biệt thự nhá. Ok, phang biệt thự cho máu tí thì được chơi chả nhảy. Khổ cái nhà nhà anh có thằng cu nhà anh nó suốt ngày nó chơi cái trò này mà nó chơi nhiều quá. Tại anh nói nó nhiều ra giờ nó đầu độc anh luôn. Anh chơi trên điện thoại em ơi. Trên điện thoại. Để quay phát thế nào, vẫn chưa tìm được hướng hướng tốt để chơi. Ok. Là có thằng cu nhà anh thì là nó hay chơi cái trò này thì xong rồi anh cứ nói nó suốt ngày ra giờ nó đầu độc anh cho anh chơi nốt rồi, ra giờ anh đéo nói được nữa thật. Khôn thật, ăn cái đéo là khôn đấy. Quả này không biết bay đến không? Tráng trắng để soi soi xem có thằng nào nó nhảy ở biệt thự đấy không? Ok. Biệt thự đâu, em không biết biệt thự đâu. Đó là cái chỗ mà anh em mình hay nhảy ấy. Em không biết cái khu đấy là tên là gì, Pecador bên kia rồi. Petro gì? Cứ soi xem có thằng theo đít anh em mình không ấy. Khánh ơi, tí nữa anh nha. Đâu nhỉ, cái biệt thự đây. Không phải đâu rồi. Đâu bên này. Ủa ôi, quả này chạy bộ thì mẹ. Ngang chạy vận động viên điền kinh rồi. Vừa rồi là một pha nhảy dù của mình thì là cách cái biệt thự này khoảng tầm 2 cây số thì giờ lại phải chạy bộ vào. Nhưng không biết là có sống qua được cái chỗ này không. Thế là thế giới này là của bố mày rồi. Ở đây ra đây nhặt đồ thì là mình xem trên YouTube ý, thì là thấy có cái thằng nào nó bảo là ở đây nhiều đồ ngon lắm. Thế là từ giờ đánh suốt ngày nhảy lên đây nhặt đồ thôi. Nhưng mà tỷ lệ nhảy lên đây thì chết nhiều lắm. Mình sao cũng không lên được cái tường này nhỉ. Ok, đây cái Ở trong nhà người đấy em thấy có tiếng bước chân đấy. đấy, cái nhà này thì nó nhiều đồ dã man luôn các bạn. Ôi giờ Ui thôi, sao nó bắn ai đấy, rồi? Đem. chết chưa? Trời chết nó đem giết rồi, nó còn đứng lên nó nhây nhây này. Mẹ ra là chó. Đấy thì chơi chơi cái game này là các cụ bảo là chết trẻ thì khỏe ma, nhưng mà chúng ta cần phải chú ý chết từ từ thôi. Đấy. Ui, chết hẳn chưa? Chết rồi. Thầy luôn mới là được bị nhậm được bị Ui nhậm ôi, được. nhìn đây kìa các bạn, nhìn là có một con nào đứng nhà mẹ mày bố mày ở đây này. Ấy giời. Nấp. Chạy ra đường khác. Chân. dình dình nhau có thằng nào từ từ có khẩu súng chỗ này rồi không trèo được qua khe này à. Ôi giời, nó bắn ơi chạy. Ôi giời, trên mẹ trước mặt nó có một thằng. Có chết đấy thế chưa, còn chưa bắn cái gì vẫn được top 48 này. Có ai ai chơi cùng nhỉ, bạn nào chơi cùng nhỉ? Nghĩa là vừa rồi là một pha bắn rất là đẳng cấp luôn, là mình chưa thèm nổ súng luôn nhưng vẫn được top 48, là chứng tỏ là có 52 thằng bắn con ngu như con bò luôn, chúng nó vào cái chết luôn cơ. Ok, có bạn nào chơi cùng nhờ? Đọc tên đi xem mình tìm xem là bạn nào. Đọc tên thì mới biết được. Để em tìm cho.
Đọc tên lên, bạn nào chơi thì đọc tên lên cho mình nhá. Đọc tên vào đi rồi chơi nốt nào. Chuyển chuyển sang bốn người đi. Thắng DZ rồi này. Còn hello Thắng. Còn anh nào nữa không? Còn ai nữa không? Còn ai nữa nốt không để cho vào cúng cô hồn luôn phát. Để chắc bao người ở đây chờ cho gọi nốt cái thằng Nguyên 2009 này xem nó vào không. Họ là anh nào nhỉ? Ở đây có Thọ không? Thọ thì vào mà không có thì còn ai không để vào nốt cho đủ FC gấu KK. Thôi được rồi, ba người nhá, chạy nhá. Thọ đủ rồi. Thật như vậy là cái vòng này của chúng ta là có hai đực và hai cái. Thống nhất là phát này chúng ta mà thắng thì là hai cô gái kia cho anh em ngon buổi rẻ soạc phát. Ở full rồi bạn ơi, đang có 4 nhưng mà ôi trời ơi, có ba người chơi cùng mình, nhân vật đều con gái hết, quả này tôi gánh tem hết. Khổ quá, mình là chơi cái trò này dành cả tuổi thanh xuân để nhảy lên cái thùng này mà chưa hề một lần nào lấy được cái gì ở trên này, ức thật. Xin chào hai đồng chí nhá. Ô, không nhảy được. Anh em là chơi thì chết từ từ đó nhá. Ôi giời. Mấy con phò này. Đây, ở chơi ở đây thì là cái game này thì trẻ em là dưới 13 tuổi không nên chơi, bởi vì là úi dồi ôi, đang chơi có tiếng chó sủa, ông nào nhà nuôi chó đấy. Xem nào, chơi nhảy ở đâu bây giờ nhỉ? Follow Mr. Tiến anh em ơi. Tôi follow nhá. Ông em vào rồi anh, em vào đấy anh đi. Thôi nhảy Pecado nhá cả nhà nhá. Pecado xa lắm anh nhảy. Đâu, ngay đây trước mặt luôn mà. Đâu Pecado anh nhảy xa, chạy được bản đồ đấy. Pecado đâu, không, Pecado ngay đây đây. Để một tên Nevo đi. Không, Pecado trước mặt luôn à. Trước mặt ông 2 cây sâu. Đây, chỗ anh chấm đây này. Thì anh em nhảy xuống chỗ này thì là khả năng là chết trước ấy. Nào, bắt đầu lao chấm đấy nào. Ui dồi ôi, người ui dồi ôi, thằng nào kia mà lao kinh thế. Vãi. Mình đứt. Khuya, có một team nhá, có một team bọn nó đang ở chỗ đấy rồi nhá. Ừ, bọn nó lao căng quá. Anh em chỉ thân bấm tay bo rồi đấy. Ủa thôi, khá đéo ổn rồi. Thôi quả này nằm lên nóc mà nghỉ nhá. Ô thôi, đứng trên nóc thôi. Đấy, được rồi. Anh em cẩn thận nhá, cẩn thận ở dưới đây có một team luôn đấy. Xem nào. Em nằm rồi. Em thấy nó rồi. Ui rồi, ôi rồi, nhiều lắm, đông như quân Mông luôn ý. Chạy anh em ơi. Nó có súng rồi, chạy đi. Nằm ở trên nóc này cho đỡ chết, anh em ẩn giật một tí đi. Kệ cho nó phập nhau xong rồi mình xuống đó, mình hóng thôi. Úi dồi, nhiều lắm. Nó cứ nằm im như này, quan sát là tình báo cho. Chết chưa? thằng đã giết ngỏm ra. Người ta úi dồi kìa, trước mặt có thằng kìa. Ê, cái có thằng kìa, có thằng là đang vào cái chỗ của ông là Thọ đấy nhá, nó chưa có súng đâu. Em chạy một tí. Anh em, ôi dồi ôi, có ông
Thắng đây dép, Thắng ơi thông cảm nhá, để tôi còn chưa đang có cái gì cơ nên chưa cứu được đâu. Anh đứng đấy chờ nó chết bắn nhau chán rồi mình xuống mình nhặt xác. Ôi đi, thằng nào bắn đấy? Ôi tôi chết rồi, chết. May quá là nó bắn được nữa. Xem cái thằng kia nó có lên bắn mình nữa không? Nó đéo lên này. Khoai chỗ rồi đấy, tí cho em cứu. Ôi dồi, ôi kìa. Ôi nó bắn ở hướng nào ấy? Tiêu đấy. Hạ cánh an toàn rồi. Tôi chết hết máu rồi. Thôi lại nằm tiếp thôi, có thằng tiếng bước chân đấy. Xem nào. Cái tiếng bước chân gần lắm mà không biết nó đứng ở đâu. Nãy giờ chưa nhặt được khẩu súng luôn ý. Thế nào, có thằng nào không? Em chạy mất hút rồi, làm gì có thằng biết được. Rồi bắt đầu chúng ta lần mò vào đây để nhờ kiếm ăn thôi. Úi dồi, úi dồi. Có thằng nó bắn luôn à. Chết mẹ. Mẹ nó vẫn còn đuổi theo đằng sau. Úi giời, biết ngay rồi. Mẹ ngòm nốt rồi. Bọn em. Thôi thôi mày giết bọn tao cái. Tao năn nỉ vậy. Chết nào. À, pha vừa rồi nhảy dù xuống mà nó đông quá thì mình đội mình là chết hết rồi. Nghĩa là từ lúc vào là không ai một khẩu súng vào luôn. Kệ cho nó chết từ từ, đấm nó được rồi. À, mọi hôm mình chơi thì là không đeo tay nghe. Hôm nay là đeo tay nghe thấy là đi là thấy bước chân nó sống động hơn. Bước chân nó kiểu như có đầy đủ bát với chét luôn, là nghe không sợ nó móc lốp nữa. Thực ra là không không sợ gì, chỉ sợ trong tay không có súng thì không làm được gì luôn. Và đây là game thủ là Trần Cần Công Cáng, theo ngôn ngữ ở tiếng Việt mới thì là qua pha nhảy dù thì anh ta đã luồn lách đánh võng là chạy sang tận cái mác ở tận đâu đấy. Thì là cầu thủ này vẫn đang là sống sót dai nhất. Nhưng thực sự là nếu là một người chơi là vì đồng đội thì nên chết sớm để cho anh em còn chơi. Nếu ba bốn người chơi mà để chờ một thằng nó còn sống này lâu thế. Đấy, bảo cái tự tử là tự tử luôn đấy. Chơi nó phải tinh thần đồng đội như này anh em mới vui chứ, rồi vỗ tay đấy, chơi phải như thế. Có vẻ là đang phun mất người rồi, đây đủ 4 người rồi. Không. À có một thằng ra rồi. Ai có bạn nào vào chơi nữa không? Đâu Đức đâu nhở? Đức hay ai vừa bảo chơi nhở? Cần Công Cáng này. Bạn nào chơi cùng thì đọc tên nick lên. Này. Đâu? Đây. Ok. Quý CVGV lại Phùng Quốc Mạnh ơi, phun mất rồi. Cường ơi, phun mất rồi. Bây giờ thì vừa rồi thì là một pha là biểu diễn nhưng mà ngỏm củ tỏi hết cả 4 thằng, thì là có một đồng đội là rất là nhiệt tình thì bảo là chết đi thì cũng chết luôn thì anh em đỡ chờ thật. Chơi với nhau sống với nhau phải bằng tình cảm, chơi cả tem này ba thằng chết, một thằng đứng mãi không chết thì chơi bực mình đi.
Thực sự là mình vẫn nói là dành cả tuổi thanh xuân để nhảy cái hộp này mà mãi chưa được nhảy bao giờ một lần thành công luôn, chưa được bộ quần áo luôn. Thật rất là bực luôn. Ok. Phát này bắt đầu mình sẽ lên mình làm bộ quần áo này, dành cả tuổi thanh xuân để nhảy cho những con này. Trang 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 nhá. Không được. Cái gì mà Mạnh ơi chạy mất rồi, vừa nãy vào nhưng mà không. Thực ra là Mạnh ơi, chú bạn này chú mới chơi trò này nữa, không không biết là những người đăng ký vào thì bài hiển thị ở đâu không biết luôn. Nhảy ở đâu bây giờ nhỉ? Thôi nha, mình nhảy chỗ xa xa rồi đỡ chết nhá. Nhảy ở đâu? Mày đi đâu? Rồi vào chỗ Imbalaza rồi đi. Chỗ này anh nghi có thằng nó nhảy rồi. Thôi Ebozo này nhảy ở đâu bây giờ ta? Nhảy tít dưới này đi. Em nghĩ là nhảy chỗ power grip ấy. Bao quýt ở chỗ nào? Em chấm ấy. Đây à? Ok. Anh đến bên ngang thì bay qua đấy. Bên đấy cua đấy, nhưng mà cua đấy nghèo sợ không đủ đồ cho 4 thằng. Nhưng tôi thì không ngủ đủ thì đã chia nhau. Thầy luôn vừa lượm cái khẩu K98 bắn chết được một thằng. Thực ra là cái map này chơi thì mình chỉ thấy mỗi cái Pecado và cái khu biệt thự Petron đấy là đội là toàn hàng ngon thôi, nhưng ra đấy toàn chết sớm. Nghèo á? À? Thôi lỡ nhảy biết làm sao, thôi cứ nhảy vắt. Nghèo thì anh em thì là người ta bảo là của đồng thì chia ba mà của nhà thì chia đôi, thật chia bốn luôn. À, ngon thì mỗi anh em chia sẻ nhau tí nhá. Anh em cứ thống nhất với nhau quan điểm là chơi là ba thằng chết thì còn một thằng thứ tư phải ném bom nhá. Trừ khi là còn tầm hai. Nghe 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 được. Ok. Ở đây chỗ này nghe vẻ có nhặt được lon nước rồi. Giáp một, mũ một ở ba lô chứ. Chơi cái này mà muốn lọt vào top 10 và top 20 thì chúng ta cứ kiếm là cái là nằm ngủ một giấc đi. Đến lúc sau dậy là cái gì được top 10 20 thật, còn ra lúc đầu toàn chết thôi. Vào đây chưa chưa mò cái gì ăn rồi. Chắc phải chạy chỗ khác thôi. Rồi vừa nhặt được cái gì đây? Ui 8 8x luôn này. 8x thì chắc lắp lắp vào súng lục bắn à. Trời, ở đây đúng nghèo quá thật, chưa đây có súng máy luôn ấy. Nào ông nào xui nhảy vào đây. Let go đi. Xem mà có mò thêm cái gì không? Khánh ơi, cho loa nhỏ lại đi muộn này. Ở đây 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 có một rất là nhiều nhà đây, chưa biết có nhặt thêm một cái gì ở đây không? Thực tế rằng là nếu mà có đi chiến tranh thật sự mà chạy lốc nhốc như chó kéo xe tăng này thì kiểu gì bị nó bắn chết luôn ý. May đây là game. Khẩu K98 kiếm khẩu K98 lắp ok. Đang, nhưng mà nghe tiếng súng bắn nó không biết ở đâu rồi, chắc là bắn nó dọa đây.
Xong, ở đây nhặt được khẩu AK này, AKM này. Trang bỏ loa của Trang ấy, Trang ấy. Cái khu này đúng, cái khu này là cái sa mạc, chó đá gà ăn sỏi ở khu này luôn, không thấy cái đồ gì luôn. Win khẩu, khẩu win này là khẩu sóc lọ à? Hay khẩu gì đây? Bắn đúng không? Cái khẩu này là phải khẩu sóc lọ không nhỉ? Anh em chạy sang bên này rồi. Toàn, đấy. Đấy, trong nhà vệ sinh mà có cả AKM luôn đấy. Chả có ai ai đứng đằng sau đây nhặt không? Ơ, Trang, Trang chơi anh vậy. Ơ, sao không tút được súng bắn nhỉ? Đi xe máy mà. Đi đi xe máy rồi không tút được súng bắn ra. Nửa sau lộ, nửa xin nít. Này luôn này. Căn này có nhỏ xíu nữa, có gì? Biết đâu được. Có gì thật. Thế rồi. Đấy, lên đây anh lái cho. Đây. Để ba tròn đồ. Nhưng mà nhảy nhảy vào ba tròn thì đông lắm. Bọn nó ở đấy, bọn nó đông 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 như quân Mông luôn ý. Cái thằng số 3 gọi là... số 3 sao lại làm gì mà chạy tít đằng kia nhỉ? Cái xe này lên được 120 km/h luôn, 130 rồi. Đang mò xem có cái gì ăn được không. Cứ chạy chạy qua một vòng xem có thằng nào bắn mình không á. Nếu nó không có thằng nào bắn thì quay lại nhặt đồ. Trước mặt có thằng kìa. Dừng dừng cái xe xuống, nó không nó bắn chết đấy. Đấy, cả mày đấy. Em chạy đây. Bắn nó luôn. Ôi trời ơi, nó cất súng. Đâu rồi, đâu rồi. Còn, còn đâu. Thằng này chắc là boss à? Cho anh nhặt đấy. Ê, sao không nhặt được? Ui. Khẩu M416 là bắn đạn gì nhỉ? Đạn xanh. Đạn 5 ấy. 5 cháu ấy. Ơ. Chả có viên đạn nào luôn. Còn nhà ấy được nhưng không ai đâu. Không có tinh chân, từ em nghe thấy tinh chân. Chuẩn luôn. Còn chết em này, nấp trong nhà. Nó nấp trong nhà. Ừ. Nhà anh, cứu em, đánh xuống lưng cái luật, bắn, bắn. Trời ơi. Chết con mẹ mày đi. À! Đấy, một đống đồ cho em ấy, để cho nó sống. Cả hai thằng là một mớ rồi. Có tiếng chân kìa, anh thấy tiếng chân bên nào? Ừ. Đấy. Chân cũng phải nhặt đồ nữa chứ, kệ mẹ nó. Xem nốt đằng này xem có gì ăn không. À, cơm ơ. Có bom khói, làm có bom khói. Ui. Còn chưa nghe nó bắn ở đâu. Khổ quá, cái thằng nào đây nhắn tin đây. Thằng DZ cũng chết rồi. Thực sự là chưa nghe nó bắn ở đâu. Thì chúng ta đi tìm ra nó bắn ở đâu. Thắng ơi, ở đây là chết con mẹ mày đây. Con phò này. Chết rồi, phải ra bắn thêm cho nó chết hẳn luôn. Ơ, vừa thấy có một thằng bò ở đây. Mày
Chạy à? Chạy với tao à? Hả? Con đĩ này. Chạy à? Hả? Ôi tôi chết rồi. Ơ sao cái thằng này nãy giờ nó không bắn mình nhở? Ơ gì vậy, cái thằng bên mình cứ tưởng thằng à. Ok, nó bắn ở đâu đấy? Ôi tổ sư, cái thằng này mình cứ tưởng thằng đồng đội mình, nãy giờ mình còn không thèm bắn nó chứ. Nãy giờ tưởng tưởng thằng này thằng bên mình còn không thèm bắn nó nãy giờ. Ôi tắt mất rồi. Bắn ở đâu đây quý? Có ai cứu giúp tôi ở đây mẹ là khổ quá, nhiều súng quá chưa biết nhặt cái nào. Quý ơi, bắn ở đâu đây mẹ, cái thằng nào nó bắn đó. Đâu nghe nó bắn mình ở đâu luôn. Đâu nghe nó bắn ở đâu luôn. Mình ở đâu luôn. Ôi, quý nó chết rồi mà. Không vẫn còn thằng nữa mẹ, rồi cứ bắn anh nãy giờ anh đâu biết nó ở đâu luôn. Trong, trong nhà ấy. Trong nhà đây, trong bàn anh ấy. Nhà này, ô vẫn ở nhà này à? Leo lên tầng mà ngắm xuống anh ạ. Bên kia, đi, anh đi thẳng sang bên kia là có tầng. Ở chỗ này anh giết được dưới thằng kia tôi giết em đấy. Đúng rồi, có tầng đấy. Đi thẳng lại chúng nữa, đấy. Ờ, thực sự là nãy giờ nó bắn nhưng không biết nó bắn ở đâu luôn. Đây đi mẹ chết con mẹ với con chó này này thì đéo chết rồi tao, đéo chết rồi. Ui, hết đạn chưa này, chạy đi con, chạy đi. Ô thằng này à, bot à. Ui, xời, bắn moi hết cả tay mà không chết. Em có X4 sao em dùng lắp X2? Đây anh có X4 nên nãy giờ chưa lắp. Em hay một X3 X4 mà lắp được súng AK ấy. Thế có khẩu SK rồi, không lấy bắn bắn khẩu U như khẩu U U U 19 đấy lắm. Chú ò mà. Bắn anh xuống dưới chỗ cái xác ấy, nhặt khẩu SK L bắn nó đỡ giật. SK L. Ở chỗ cái xác ấy, cái xác đằng sau lưng anh ấy. Không, cái xác ở trong chỗ này mình giết nhau ấy trong nhà ấy. Ờ, chơi anh xem nào. Ui dồi ôi, giờ tha hồ lựa chọn đồ luôn, SKL nó khổ nào. Đây à? Có cái 4x scope lắp lấy luôn kìa. Đúng rồi. Có đạn, đúng rồi. Chẳng có viên đạn nào luôn. Đạn đấy, đạn xanh đấy, lấy đây. Còn đạn xanh còn thừa anh nhặt không hết đi. Đâu nào có cái 5.6 này à? Đúng rồi. Đây cái ba lô gì đây mà to đấy? Ba lô 3 anh có. Ba lô 3. Anh bây giờ thiếu đạn nói, đạn nói thì vào trong chỗ em đẩy luôn. Trong chỗ cái chỗ này anh giết hai thằng á. Còn mà đạn AK luôn. 3x 4x scope. Cái X8 nó có lấy không nhỉ? X8 thì cứ để đấy thôi, nó đi đâu nhặt được cái gì đấy. Hay 4x dùng, đấy. Rồi, ok. Vào chỗ kia lấy thêm đạn AK, gánh hết đạn AK kìa. Đâu đâu, vào đâu, chỗ này à? Chỗ hồi nãy em giết, anh vừa giết người ấy, giết thằng kia ấy. Chỗ anh leo lên cầu thang vừa rồi xong, không phải đấy đâu, bên kia. Bên cụm mảng bên kia. Đâu? Đấy, trong hai hộp này đấy. Này. AK thằng à, 7.6 ấy, bên kia, bên hộp bên kia này. 5.6 mình đủ rồi, ba lô anh đang đầy ấy. Vứt bỏ bắt đồ này. Vứt vứt cả 3x nhà không dùng này. Đúng rồi, cái ống ngắm jet không dùng luôn. Này có... Okay, anh vừa vứt vứt cái gì nhỉ? Không, không dùng đến thì vứt thôi, để lại cái 8 thôi. Đàn đấy kia vứt có dùng tới đâu. Được, ok. Hộp bên kia. Từ từ quý ơi. Anh nhặt lắm đạn này làm gì? Một cái thôi. Hộp bên kia đấy. Hai hộp mà. Đâu. Không toàn đánh xanh nha. Ờ. Chờ. Té.
Không phải coi đang ra. Xe máy đi cho nó nhanh. Ok. Chơi cái này là chơi theo kiểu là mèo mù vớ cá rán đấy. Nãy giờ loanh quanh là bắn được 5 thằng mà nãy giờ nó bắn mình còn không biết là nó bắn ở chỗ nào luôn. Như như sao con này vừa nãy của anh bắn nó rung đùng 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 giật đùng đùng luôn ý. Bắn cái thằng kia mãi cũng chết luôn. AK giật, con SKL nó không giật hồi nãy bắn AK mà. AK đam nó mạnh nhưng anh phải nhấp từ từ cơ. Ờ, xin chào cả nhà nhá. Thực ra là do là cái trò này thì mình mới chơi nên cũng không biết là bọn nó bắn ở chỗ nào luôn. Nhiều lúc bọn nó bắn nó quay trong chóng luôn. Quý ơi kiếm chỗ nào ra giữa giữa tâm rồi kiếm chỗ nào anh hùng núp phát. Yên tâm ở còn hay kiểu gì chắc phải chắc mà được top 28 rồi. 28 là từ đi hai anh em anh là còn 25 ấy, 26 ấy. Mà chưa kể là team nó nữa thì mình đang nằm ở tầm top 20 bắt đầu rồi. Nói được bảo mê tín anh vẫn đang giáp 1. Giáp 2 ở trên này khu mình mới nhảy lần đầu tiên đầy thôi mà. Quý ơi ra khỏi chỗ bom đi quý ơi. Thực ra cái xe này là ở trong game đâu, ngoài đời mà đi con xe này đi đường này mà thằng nào cho mượn xe chắc hôm sau về chửi cả nhà lên thật, đi như phá thật. Ok xem nào. Nhau lên đồi trốn thôi. Quý ơi anh hùng núp em ơi. Người dân tộc lên đỉnh đồi núp đi. Ờ đúng rồi, con xe này đúng là kiểu con xe kiểu đua xe gì nhỉ, cái xe địa hình ở đua hay đua ở trong làng văn hóa đấy, đúng rồi anh ơi. Quý ơi lên đồi cao núp đi quý ơi. Thôi hạ cánh đây đi quý ơi. Ngắm thân tính anh Kiệt. Hả? Tính nha, ngắm thân tính nha. Đâu tính nữa nào. Đấy bên tay phải ngay. Là phải đỏ đấy. À đây rồi. Ngắm thính quý ơi. Okay. Ở đây không thấy thính nhỉ? Đấy anh ra anh ngắm thẳng đây. Đấy. Anh thấy có thính nhỏ nhỏ bên góc phải không? Đây. Rồi chắc con người rồi. Đây anh có quý ơi. Có lấy 8 mấy chồng? Quý lấy 8 mấy chồng? Quý ơi. Cho đưa nó 4x. Mẹ cái thằng này 4x. Nhặt chưa? Ấn nhầm. Đây là báo mình cái tao. Lại ông tao ở tư ở bên này đấy. Thì trước mặt đây có thằng không vậy? Đấy, hồi nãy, nó đi ô tô lên kìa. Quý ơi, có thằng đi ô tô kìa. Bắn nó. Mẹ, thế nó vẫn dâm được.
ngỏm luôn rồi. Quý chết chưa? Chết quay hồi mà đâu. Thôi nghỉ thôi. Đây, bắn thấy được top 11 là ngon rồi. Thôi nghỉ đây. Thôi nghỉ thôi cả nhà, mọi chơi lâu không chơi bị mỏi hết mắt ra. Dưỡng mắt để tối về chơi tiếp. Thôi chúc cả nhà một buổi tối thật là vui vẻ nhá. Đâu kết thúc ở đâu nhỉ?